Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, kết luận số 671 của Tỉnh ủy Hưng Yên về điều chỉnh phương án quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Diện mạo tỉnh Hưng Yên sẽ như thế nào khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2037? Tiếp theo sẽ là câu chuyện về những trái nhãn chín sớm tại Hưng Yên. Quy trình xử lý nhãn ra hoa, đậu quả để sản xuất nhãn chín sớm như thế nào? Chất lượng có thơm ngon như nhãn chính vụ hay không? Câu trả lời sẽ có trong mục Chuyện từ Phú Hiến của tạp chí Kinh tế Phú Hiến trong ít phút nữa. Còn bây giờ sẽ là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đến giữa tháng 4 năm 2023, gói cho vay hỗ trợ lãi suất 2%, quy mô 40.000 tỷ đồng, chỉ giải ngân được vẻn vẹn 330 tỷ đồng. Kết quả triển khai đạt thấp do tâm lý e ngại của doanh nghiệp và do các quy định chưa sát thực tế, thậm chí trừu tượng, tổ chức tín dụng khó có thể đánh giá thế nào là có khả năng phục hồi ở các doanh nghiệp. Trước tình hình đó, Chính phủ đã trình Quốc hội chuyển nguồn này khoảng 24.000 tỷ đồng cho giảm thuế VAT để tiếp tục triển khai gói hỗ trợ này. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về việc miễn tiền chậm nộp cho doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2022. Việc miễn tiền chậm nộp tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức bị thua lỗ trong năm 2022 nhằm hỗ trợ các đối tượng này giảm bớt khó khăn về tài chính, tập trung phục hồi sản xuất kinh doanh. Đề xuất này có thể làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 2,5 nghìn tỷ đồng. Ngày 5 tháng 6, thảo luận về dự thảo luật nhà ở sửa đổi, đề xuất người lao động thuộc diện phải đóng thuế thu nhập cá nhân thì không được mua nhà ở xã hội. Theo dự thảo luật, công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thuộc nhóm hưởng chính sách này. Cụ thể, 3 đối tượng nêu trên để được mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập từ tiền công, tiền lương theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Theo nhiều đại biểu Quốc hội, đề xuất này là chưa phù hợp. Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới với mức tăng từ 30.000 tới 220.000 đồng tùy theo loại xe trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí theo cơ chế thị trường. Cụ thể, ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi từ ở mức 205.000 đồng trên xe lên mức 340.000 đồng trên xe, tăng 90.000 đồng. Ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn ở mức 570.000 đồng trên xe lên mức 790.000 đồng trên xe, tăng 220.000 đồng. Ngoài ra, Cục Đăng kiểm đề nghị bổ sung mức giá lập hồ sơ phương tiện đối với những xe được miễn kiểm định lần đầu là 50.000 đồng. Chất lượng tín dụng các nhà băng đã xấu đi đáng kể khi nợ cần chú ý và nợ xấu tăng mạnh. Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, tăng mạnh nhất là nợ cần chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ. Tại Vietcombank, 3 cấu phần này đều tăng với tỷ lệ 2 chữ số so với cuối năm trước. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng từ 0,68% cuối năm trước lên 0,84%. Với BIDV và Vietinbank, xu hướng cũng tương tự. Nợ cần chú ý của BIDV đến cuối quý 1 tăng 47%, nợ dưới tiêu chuẩn hơn gấp đôi, còn nợ nghi ngờ tăng hơn 60%. Một số nhà băng quy mô nhỏ hơn như Bảo Việt Bank, ABB, OCB cũng ghi nhận nợ xấu vượt quá 3%. Sợ nắng nóng và cắt điện đột ngột, nhiều người tìm mua quạt tích điện khiến sản phẩm liên tục trong tình trạng cháy hàng, phải đặt trước vài ngày. Các mẫu bán chạy vẫn là của những thương hiệu lớn như Sunhouse, Kangaroo, AC, với giá từ 700.000 đồng tới 1.500.000 đồng, tùy theo nhãn hiệu, kích cỡ, công suất, tính năng và nguồn gốc sản phẩm. So với quạt truyền thống, điểm cộng của quạt tích điện là có thể làm mát khi mất điện đột ngột, thiết kế gọn nhẹ, sử dụng liên tục trong 5-8 tiếng, công suất khoảng 30W. Tuy nhiên, vì dùng pin hoặc ắc quy, một số thiết bị giá rẻ và không rõ nguồn gốc cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khi dùng trong thời tiết nắng nóng. Thị trường các mặt hàng áo tắm, phao bơi cho trẻ đang rất nhộn nhịp do nhu cầu tắm biển nghỉ mát, đi bơi mùa nắng nóng tăng cao. Sức mua tăng từ 2 tới 3 lần so với những tháng trước đó. Giá bán ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ từ 5 tới 10%. Quần áo tắm của trẻ dao động từ 70.000 đồng tới 200.000 đồng. Với bé gái, mẫu đồ tắm có nhiều sự lựa chọn hơn như bikini hai mảnh, bộ liền mảnh có thiết kế tay dài để chống nắng. Các loại áo phao bơi có màu sắc hấp dẫn, đa dạng về kiểu dáng và chất liệu, chủ yếu làm từ cao su, nhựa PVC cao cấp, kèm bơm hơi dao động từ 45.000 đồng tới 105.000 đồng trên sản phẩm. Ngày 31 tháng 5 năm 2023,
Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành kết luận số 671 về điều chỉnh phương án quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Đây cũng là nội dung được thông qua tại kỳ họp thứ 22 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên vừa qua. Ngay sau đây, tạp chí Kinh tế Phú Hiến xin giới thiệu những thông tin chính của kết luận 671 này. Định hướng quy hoạch đô thị tỉnh Hưng Yên năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Đến năm 2030, Hưng Yên cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn thành phố trực thuộc trung ương với 4 thành phố gồm thành phố Hưng Yên, thành phố Mỹ Hào, thành phố Văn Giang và thành phố Văn Lâm, 2 thị xã gồm thị xã Yên Mỹ và thị xã Khoái Châu, 4 huyện Kim Động, Ân Thi, Tiên Lữ và Phù Cử. Đến năm 2037, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương đô thị loại 1, có 3 quận gồm quận Phú Hiến, tức thành phố Hưng Yên, quận Mỹ Hào và quận Văn Giang. 2 thành phố gồm thành phố Văn Lâm và thành phố Yên Mỹ, 5 thị xã gồm Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi, Tiên Lữ và Phù Cử. Đến năm 2050, thành phố Hưng Yên trực thuộc trung ương có 8 quận gồm quận Phú Hiến, Văn Giang, Mỹ Hào, Văn Lâm, Yên Mỹ, Kim Động, Khoái Châu và Ân Thi. 2 thị xã là Tiên Lữ và Phù Cử. Để xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh thuộc nhóm các địa phương có công nghiệp phát triển mạnh của cả nước đến năm 2030, thống nhất phương án điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp đến năm 2050 như sau: giai đoạn 2021-2030 bố trí 30 khu công nghiệp với diện tích khoảng 9.540 ha; giai đoạn sau năm 2030 đến năm 2050 bố trí thêm 5 khu công nghiệp với diện tích khoảng 2.460 ha; điều chỉnh trong giai đoạn 2021-2030 giảm 5.950 ha đất nông nghiệp, tăng 5.950 ha đất phi nông nghiệp, bổ sung đất cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dự án đô thị, khu dân cư, thương mại. Kết luận 671 của tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan ra soát, hoàn thiện dự thảo quy hoạch tỉnh, bảo đảm tích hợp đầy đủ các nội dung liên quan, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Xem xét, quyết định điều chỉnh nội dung dự thảo theo ý kiến các bộ, ngành, cơ quan thẩm định, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là các dự án giao thông, đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy hoạch và kế hoạch đầu tư được phê duyệt. Không tiếp nhận các dự án đầu tư mới, không gia hạn thời hạn thuê đất với các dự án sản xuất công nghiệp ở ngoài khu cụm công nghiệp, nằm lẫn trong khu đô thị, khu dân cư. Thời điểm này, một số nhà vườn do áp dụng tốt khoa học kỹ thuật đã bắt đầu thu hoạch nhãn trên sớm. Chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời khi được thưởng thức những trái nhãn sớm ngọt thơm mà không phải chờ đợi đến chính vụ, đúng không thưa quý vị? Và cũng rất tuyệt vời đối với các nhà vườn khi những trái ngọt của họ đang được bán với giá cao, rất thuận lợi trong tiêu thụ. Toàn tỉnh Hưng Yên có gần 5.000 ha nhãn các loại, trong đó diện tích nhãn chín sớm chiếm khoảng 7-8%, tập trung ở các huyện Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cử và thành phố Hưng Yên. Nhãn sớm cho thu hoạch trước từ 1-3 tháng so với nhãn chính vụ. Ước tính sản lượng nhãn sớm năm nay khoảng 2.900 tấn. Đây là thành quả của người nông dân khi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, điều khiển nhãn ra hoa, đậu quả trước thời vụ. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác, giảm áp lực thị trường tiêu thụ. Giống nhãn các nhà vườn áp dụng kỹ thuật điều chỉnh ra hoa, đậu quả, giải vụ, chủ yếu là nhãn Hương Chi và T6, vì đây là những giống nhãn dễ tính. Hiện nay, nhãn sớm thu hoạch đến đâu đều có thương lái đến thu mua ngay tại vườn, với giá bán trung bình từ 40 tới 60.000 đồng trên kg, cao gấp nhiều lần so với nhãn chính vụ. Trên địa bàn tỉnh có nhiều hợp tác xã rất thành công trong việc sản xuất nhãn chín sớm, cung cấp ra thị trường vài chục tấn nhãn sớm mỗi vụ, như hợp tác xã nhãn chất lượng cao Trịnh Tiệp ở xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, hợp tác xã nhãn Lồng Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, hợp tác xã cây ăn quả xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, hợp tác xã nhãn Lồng Nguyên Hòa, huyện Phù Cử. Năm nay thì tôi có 50 cây nhãn chín sớm mà thu được gần 2 tấn. Nhãn chín sớm năm nay được giá này được nhiều hơn năm ngoái, phấn khởi nhiều. Thưa quý vị, hiện tôi đang có mặt tại hợp tác xã Nhãn Lồng, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử. Còn khoảng gần 2 tháng nữa mới tới thời gian thu hoạch nhãn chính vụ. Tuy nhiên tôi đã được thưởng thức những trái nhãn sớm hết sức thơm ngon, hấp dẫn. Mời quý vị cùng tôi gặp gỡ ông Lê Văn Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên và ông Nguyễn Văn Oai, Giám đốc hợp tác xã Nhãn Lồng, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử để cùng tìm hiểu. Vâng, xin chào ông Lê Văn Thắng ạ. Xin chào MC. Và chào ông Nguyễn Văn Oai ạ. Xin chào MC. Thưa ông Lê Văn Thắng, ông có đánh giá gì về các diện tích nhãn chín sớm ở trên địa bàn tỉnh ạ? Các loại quả chín sớm nói chung và nhãn chín sớm nói riêng thì luôn luôn
tạo cái sức hút, sự hiếu kỳ cho người tiêu dùng. Diện tích nhãn chín sớm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn còn khá khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 7-8%, khoảng tầm độ 336 hecta, sản lượng thu hoạch khoảng tầm 2.900 tấn. Nhãn chín sớm của Hưng Yên có chất lượng khá là tốt, không thua kém chất lượng trong thời điểm chính vụ. Khi cung cấp cho người tiêu dùng thì họ đánh giá rất là cao về chất lượng, mẫu mã, về màu sắc. Có khoảng 40 hợp tác xã, tổ hợp tác và trên 100 trang trại áp dụng các biện pháp kỹ thuật để có cái sản phẩm nhãn chín sớm. Các diện tích nhãn sớm thì chủ yếu tập trung ở các hợp tác xã. Vậy lý do vì sao ạ? Vì các hợp tác xã là những cái tổ chức liên kết hợp tác có khả năng hợp tác để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng các cái tiến bộ kỹ thuật mới để tác động vào quá trình sinh trưởng của cây trồng, cho ra các sản phẩm theo cái mong muốn của người trồng cây. Thưa ông Nguyễn Văn Oai, ông có thể chia sẻ về sản lượng nhãn của hợp tác xã năm nay được không? Sản lượng ước tính năm nay là khoảng 20 tấn, thời tiết ủng hộ nên là cũng được mùa so với diện tích nhãn sớm của mọi năm. Thu hoạch trước cái nhãn chính vụ từ 1 đến 3 tháng, giá bán của nhãn chín sớm gấp 3 đến 5 lần so với nhãn chính vụ. Nhãn chín sớm ở hợp xã mình thì có hai loại nhãn, một là nhãn Hưng Chi, hai là nhãn Thê 6. Thì nhãn Thê 6 bán giá từ 40 đến 45 nghìn, có thời điểm cao hơn là 55 nghìn có. Còn nhãn Hưng Chi trung bình thì cứ từ 35 nghìn trên 1 kg. Thương lái từ các tỉnh Hải Phòng và Hà Nội về thu mua là chủ yếu. Thưa ông Lê Văn Thắng, Chi cục Phát triển Nông thôn đã có những hoạt động gì để hỗ trợ các hợp tác xã, các nhà vườn trong việc phát triển các diện tích nhãn chín sớm ạ? Chi cục Phát triển Nông thôn cũng rất là tích cực, chủ động tham mưu các cơ quan chức năng phối hợp với các địa phương để hướng dẫn, hỗ trợ cho các cái hợp tác xã, các tổ hợp tác, các trang trại, các nhà vườn tích cực ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới tác động vào cây nhãn để tạo ra các cái sản phẩm tốt về chất lượng, đẹp về bao bì, mẫu mã và an toàn cho người sử dụng, hỗ trợ tích cực và có hiệu quả cho các hợp tác xã tiếp cận với cơ quan chuyên ngành về kỹ thuật để có những cái biện pháp tác động vào cây nhãn làm sao mà có cái sản phẩm như mong muốn của người trồng cây, thực hiện các liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm từ khâu hợp tác với các nhà cung ứng đầu vào như là phân bón, các cái chế phẩm sinh học, tiếp cận với các cơ quan chức năng để tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đặc biệt là kết nối với các cái thương lái, các cái nhà phân phối sản phẩm. Thời gian tới thì Chi cục Phát triển Nông thôn sẽ có những hoạt động gì để tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã, các nhà vườn trong việc phát triển nhãn chín sớm ạ? Trong thời gian tới thì sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiếp tục hướng dẫn cho các cái hợp tác xã, các tổ hợp tác, các trang trại nhà vườn áp dụng tốt, hiệu quả các cái quy trình kỹ thuật, thực hiện sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế nông nghiệp, khai thác có hiệu quả các yếu tố đầu vào và có cái lợi nhuận tốt nhất. Quy hoạch phát triển các cái vùng nhãn chín sớm, thực hiện việc số hóa quy trình sản xuất, số hóa thông tin sản phẩm để quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm trên các cái nền tảng số, các cái cơ chế chính sách để hỗ trợ như là hỗ trợ các cái kho lạnh, hỗ trợ các cái máy sấy, rồi hỗ trợ tư vấn để xây dựng các bao bì nhãn mác để tạo cái dấu ấn, tạo cái sức hút đối với người tiêu dùng. Có một điều mà các nhà vườn hẳn rất quan tâm và rất muốn học hỏi, ông có thể chia sẻ về quy trình sản xuất nhãn sớm của hợp tác xã mình được không? Thời điểm trung bình khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 âm lịch, khi cái lộc nhãn nó sang gọi là bánh tẻ, tức là nó có màu vàng nhạt, thì lúc đó chúng ta phải xử lý bằng tưới chế phẩm sinh học để cho nhãn ra hoa. Từ thời điểm tưới đến thời điểm mà cây cho ra lụ thì khoảng từ 30 đến 40 ngày là khi nó đã thành quả rồi. Thì cái thời điểm thời tiết không phù hợp với cây nhãn vì cây nhãn sinh trưởng là sinh trưởng theo chính vụ. Chính vì vậy là chúng ta phải cần rất quan tâm chăm sóc từ phân bón này, từ sâu bệnh này thì chúng ta mới cho hiệu quả kinh tế cao. Quả nhãn mới có mã đẹp và có chất lượng tốt, phải là có kỹ thuật, có kinh nghiệm quan sát đến thời điểm chúng ta xử lý chế phẩm sinh học để cho nhãn ra chín sớm. Vậy hợp tác xã mình đã có những biện pháp gì để đảm bảo chất lượng cũng như là an toàn vệ sinh thực phẩm cho quả nhãn? Hợp tác xã nhãn của mình đang chăm sóc nhãn theo quy trình của VietGAP, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được cái quy chuẩn của nhà nước quy định chứ không sử dụng ngoài cái danh mục. Khi chúng ta bán cái sản phẩm thị trường phải đảm bảo cái thời gian cách ly mà cái khuyến cáo của các cái cơ quan sản xuất bảo vệ thuốc bảo vệ thực vật cho phép để đảm bảo cái chất lượng sản phẩm này, nhưng mà cũng phải đảm bảo cái sức khỏe cho người tiêu dùng. Chúng ta vẫn phải tuân thủ theo cái quy luật sinh trưởng của cây nhãn nhằm để cho cây nhãn phát triển bình thường, đảm bảo là cuối cùng cái người sản xuất thì có lợi nhuận và người tiêu dùng thì được tiêu dùng những cái sản phẩm có chất lượng và có cái vệ sinh an toàn thực phẩm tốt. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Oai ạ. Cảm ơn ông Lê Văn Thắng ạ. Với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chuyên môn, cùng sự mạnh dạn đầu tư, học hỏi khoa học kỹ thuật của các nhà vườn, hy vọng rằng thời gian tới thì các diện tích nhãn chín sớm sẽ phát triển hơn nữa, cho hiệu quả kinh tế cao hơn nữa,
từ đó mở ra một hướng đi mới cho tất cả các hộ dân trồng nhãn ở trên địa bàn tỉnh. Tới đây, tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ 15 phút thứ bảy tuần sau.